Chào mừng các bạn đến với kênh Ông HTG, nơi chúng ta cùng nhau bay cao, bay xa, bay mãi với những điều thú vị và bất ngờ từ thế giới động vật. Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với một trong những sinh vật tuyệt vời nhất của tự nhiên, đó là loài sói. Chúng ta sẽ đi từ A đến Z để tìm hiểu tất tần tật về quá trình tiến hóa, đời sống xã hội, cũng như là nguy cơ trên bờ tuyệt chủng của loài vật đầy kiêu hãnh này. Hãy cùng chúng tôi đi hết video này nhé! Nếu các bạn thấy video hay và có ích, thì đừng ngại gì cho một like, một subscribe và hãy chia sẻ video này đến nhiều người hơn nhé. Mỗi hành động của các bạn sẽ tiếp theo nguồn động lực để chúng tôi ra nhiều video hay và thú vị về động vật hơn. Nào, bây giờ hãy cùng chúng tôi khám phá về nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nhé. Với đôi mắt sắc bén như dao cạo, bộ lông dày như chăn và tiếng hú ma quái vào ban đêm, sói là một trong những loài động vật khiến chúng ta vừa sợ vừa mê. Vậy, nếu bạn đã từng nghĩ rằng sói chỉ là nhân vật trong các câu chuyện cổ tích đáng sợ, thì hãy chuẩn bị tinh thần để bất ngờ nhé. Sói, với dáng vẻ mạnh mẽ và tinh thần lãnh đạo không thể phủ nhận, đã thu hút sự chú ý của con người từ hàng nghìn năm qua. Từ các câu chuyện truyền thuyết về sói và bảy chú lợn con đến hình ảnh sói làm nhân vật chính trong nhiều bộ phim điện ảnh, loài sói luôn là biểu tượng của sức mạnh và sự bí ẩn. Chúng là những nhà thám hiểm tự nhiên, có khả năng sống sót trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, từ những cánh rừng rậm rạp đến những vùng đồng cỏ hoang vu. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao sói lại có một sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy? Có phải vì chúng có khả năng hú lên như thể chúng đang tổ chức một buổi concert hoang dã không? Hay vì chúng có vẻ ngoài huyền bí và đáng sợ? Hãy cùng khám phá để hiểu rõ hơn về loài sói, những sinh vật không chỉ làm chúng ta sợ hãi mà còn khiến chúng ta say mê vì sự bí ẩn và thông minh của chúng. Bạn có bao giờ tự hỏi sói đã xuất hiện từ khi nào và chúng đã tiến hóa như thế nào để trở thành những sinh vật mạnh mẽ và thông minh mà chúng ta thấy hôm nay không? Hãy cùng nhau lật mở những trang sử cổ xưa của loài sói và khám phá hành trình tiến hóa đầy thú vị của chúng. Kể từ khi loài sói bước ra từ những tổ tiên hoang dã cách đây khoảng 2 triệu năm, chúng đã trải qua một cuộc hành trình tiến hóa dài dằng dặc. Tổ tiên của sói, một nhóm động vật thuộc họ Canidae, đã phát triển từ những sinh vật nhỏ bé và khéo léo trở thành những chiến binh mạnh mẽ của thế giới động vật. Hãy tưởng tượng, cách đây hàng triệu năm, các tổ tiên của sói có thể đã đi lang thang trong những khu rừng rậm rạp, dõi theo những con mồi lớn hơn mình và thử nghiệm các chiến thuật săn mồi đầu tiên. Các loài sói cổ đại đã phải đối mặt với nhiều thử thách, từ những kẻ săn mồi mạnh mẽ đến những biến đổi khí hậu đột ngột. Nhưng thay vì tuyệt chủng, sói đã phát triển và thích nghi, trở thành những chiến binh tinh anh của ngày nay. Đối với các nhà khoa học, việc nghiên cứu về sự tiến hóa của sói giống như việc tìm kiếm một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh về sự phát triển của các loài động vật. Từ những con sói nhỏ bé trong thời kỳ tiền sử đến những kẻ săn mồi hung dữ mà chúng ta thấy hôm nay, mỗi bước tiến hóa đều mang một câu chuyện thú vị về sự sinh tồn và thích nghi. Vậy nên, nếu bạn nghĩ rằng sói chỉ là những con vật đơn giản, hãy suy nghĩ lại, chúng đã vượt qua hàng triệu năm để trở thành những sinh vật mạnh mẽ và thông minh như hiện nay. Sói không chỉ là những kẻ săn mồi đơn độc mà chúng còn có một xã hội rất thú vị và quy củ. Vậy, cuộc sống của sói trong bầy đàn sẽ như thế nào? Đừng lo, chúng tôi sẽ giải mã tất cả những bí ẩn về cách sói giao tiếp và sống chung với nhau. Sói sống theo nhóm gọi là bầy đàn và không phải ai cũng được vào club sói. Mỗi bầy đàn thường có khoảng 6 đến 10 thành viên, với một cặp sói alpha đứng đầu và các thành viên còn lại phụ thuộc vào cặp alpha trong việc ra quyết định. Có thể nói, sói alpha chính là CEO của bầy đàn và các thành viên khác là nhân viên trung thành. Sói giao tiếp với nhau bằng tiếng hú, hành vi cơ thể và mùi hương. Tiếng hú của sói giống như một bản nhạc giao hưởng hoang dã, giúp chúng duy trì liên lạc và định hình lãnh thổ. Hành vi cơ thể của sói bao gồm việc lắc lư đuôi, gầm gừ và cử chỉ cơ thể khác, tạo nên một ngôn ngữ cơ thể phong phú để truyền đạt cảm xúc và thông tin. Mùi hương cũng là một phần quan trọng trong giao tiếp của sói, chúng sử dụng mùi để đánh dấu lãnh thổ và truyền đạt thông điệp tới các bầy đàn khác. Hãy tưởng tượng bạn là một sói trong bầy đàn và mỗi ngày bạn phải giải mã hàng triệu tín hiệu từ các thành viên khác. Điều này giống như việc bạn phải đọc email liên tục từ đồng nghiệp, nhưng thay vì chữ viết, bạn phải giải mã các dấu hiệu cơ thể và âm thanh. Có thể nói, sói là những bậc thầy về giao tiếp không lời và khả năng này giúp duy trì sự hòa hợp và hiệu quả trong bầy đàn của chúng. Khi đến mùa săn mồi, sói biến thành những chiến binh đáng sợ với những chiến thuật săn mồi tinh vi. Hãy cùng tìm hiểu những chiêu thức săn mồi siêu đẳng của sói và xem chúng có thể biến những con mồi to lớn thành món ăn nhẹ ra sao. Sói là những thợ săn thực thụ với chiến lược săn mồi rất thông minh. Chúng thường săn những loài động vật lớn như nai, hươu và bò rừng. Chiến thuật săn mồi của sói không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn vào sự phối hợp đồng đội. Các thành viên trong bầy đàn sẽ chia nhau đảm nhiệm các nhiệm vụ trong quá trình săn mồi như bao vây con mồi và tấn công từ nhiều phía.
Khi sói quyết định tấn công con mồi, chúng không chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp mà còn dùng đến trí thông minh và chiến lược. Các sói sẽ phối hợp với nhau để tạo ra những động thái bất ngờ, từ việc tạo ra những tiếng động làm phân tâm con mồi đến việc tấn công từ những hướng khác nhau để làm con mồi bị rối loạn. Điều này cho thấy sói không chỉ là những thợ săn mạnh mẽ mà còn là những chiến lược gia tài ba. Chúng ta có thể hình dung cảnh tượng một cuộc săn mồi của sói như một trận đấu thể thao lớn, với các thành viên trong bầy đàn như những vận động viên chuyên nghiệp. Đó không phải là một cuộc thi đấu đơn giản mà là một màn trình diễn tuyệt vời của sự phối hợp và chiến lược, và người chiến thắng cuối cùng sẽ được thưởng bằng bữa ăn ngon lành. Khi đến mùa sinh sản, bầy sói trở nên rất bận rộn với việc chuẩn bị cho sự ra đời của các thế hệ mới. Hãy cùng tìm hiểu cách sói sinh sản và chăm sóc con non và xem chúng có phải là những bậc cha mẹ tuyệt vời không nhé. Mùa sinh sản của sói thường diễn ra vào mùa xuân và chỉ có cặp sói alpha mới có quyền sinh sản. Chúng sẽ tìm một khu vực an toàn, có thể là một cái hang hoặc một hốc cây để chuẩn bị cho việc sinh nở. Sói mẹ sẽ chăm sóc con non rất cẩn thận trong khoảng 8 đến 10 tuần đầu đời, trong khi sói bố và các thành viên khác trong bầy sẽ hỗ trợ bằng cách mang thức ăn và bảo vệ khu vực sinh sản. Khi con non được sinh ra, chúng sẽ được chăm sóc tận tình bởi mẹ và các thành viên khác trong bầy đàn. Sói mẹ sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc và nuôi dưỡng con non, từ việc cho chúng bú đến việc giữ ấm và bảo vệ chúng khỏi các mối đe dọa. Trong khi đó, sói bố và các thành viên khác trong bầy sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng con non được cung cấp đầy đủ thức ăn và sự bảo vệ. Quá trình nuôi dưỡng con non của sói giống như một cuộc thi tài năng với sự tham gia của cả gia đình. Sói mẹ là người điều phối chính, nhưng mọi thành viên trong bầy đều có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và giáo dục các thế hệ mới. Có thể nói, bầy sói là một gia đình đáng yêu và đầy ắp sự quan tâm, và sự phối hợp của chúng chính là yếu tố giúp con non phát triển khỏe mạnh và trở thành những chiến binh xuất sắc trong tương lai. Mặc dù sói là những sinh vật mạnh mẽ và thông minh, chúng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc sống. Hãy cùng khám phá những mối đe dọa mà sói đang phải đối mặt và những nỗ lực bảo tồn đang giúp chúng duy trì sự sống. Sói, mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều mối đe dọa nghiêm trọng. Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sói là sự mất mát môi trường sống. Khi con người mở rộng các khu vực đô thị và nông nghiệp, chúng ta đã chiếm dụng nhiều vùng đất vốn là nơi sống của sói. Điều này không chỉ làm giảm diện tích sinh sống của chúng mà còn làm gia tăng sự xung đột giữa sói và con người. Ngoài ra, sói còn phải đối mặt với các mối đe dọa từ việc săn bắn trái phép. Mặc dù nhiều quốc gia đã có luật bảo vệ sói, nhưng vẫn còn nhiều nơi mà sói bị săn bắn để lấy lông, xương hoặc để bảo vệ gia súc. Điều này đã gây ra sự giảm số lượng sói trong nhiều khu vực và làm giảm sự đa dạng sinh học của các hệ sinh thái mà chúng sinh sống. Bên cạnh đó, việc thay đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của sói. Các biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi môi trường sống của chúng, từ sự thay đổi về nhiệt độ đến sự thay đổi về nguồn thức ăn. Điều này có thể dẫn đến sự suy giảm số lượng con mồi và làm khó khăn hơn trong việc tìm kiếm thức ăn cho sói. Tuy nhiên, không phải tất cả tin tức đều u ám. Nhiều tổ chức bảo tồn và các nhóm tình nguyện đang làm việc không ngừng để bảo vệ sói và môi trường sống của chúng. Những nỗ lực này bao gồm việc thiết lập các khu bảo tồn, áp dụng các biện pháp bảo vệ pháp lý và tuyên truyền giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của sói trong hệ sinh thái. Bằng cách hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn này, chúng ta có thể giúp đảm bảo rằng sói sẽ tiếp tục là một phần quan trọng của thiên nhiên và hệ sinh thái trong tương lai. Sói không chỉ là những sinh vật mạnh mẽ trong tự nhiên mà còn là những biểu tượng quan trọng trong văn hóa và nghệ thuật. Hãy cùng tìm hiểu cách sói đã trở thành một phần không thể thiếu trong các câu chuyện, truyền thuyết và biểu tượng văn hóa. Sói đã xuất hiện trong nhiều nền văn hóa và truyền thuyết của các quốc gia khác nhau. Từ các thần thoại cổ đại đến các câu chuyện dân gian, sói thường được coi là biểu tượng của sức mạnh, sự thông minh và sự bí ẩn. Ví dụ, trong thần thoại Hy Lạp, sói là biểu tượng của thần Apollo, trong khi trong văn hóa Bắc Âu, sói thường xuất hiện trong các truyền thuyết về các vị thần và anh hùng. Sói cũng đóng vai trò quan trọng trong các biểu tượng văn hóa hiện đại. Trong nhiều quốc gia, sói là biểu tượng của sự dũng cảm và lòng trung thành. Chúng xuất hiện trong các logo thể thao, biểu tượng của các tổ chức và doanh nghiệp, và thậm chí là trong các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Sự xuất hiện của sói trong văn hóa đại chúng thường mang lại cảm giác mạnh mẽ và bí ẩn, và chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong các câu chuyện truyền cảm hứng và sự sáng tạo. Không chỉ là biểu tượng trong văn hóa, sói còn là một phần quan trọng trong các câu chuyện và truyền thuyết của nhiều nền văn hóa. Từ những câu chuyện dân gian về sói trong các nền văn hóa truyền thống đến các tác phẩm văn học hiện đại, sói đã trở thành hình mẫu của sự dũng cảm, trí thông minh và sự bí ẩn. Chúng thường được miêu tả là những nhân vật chính trong các câu chuyện mà qua đó, chúng thể hiện những đặc điểm và phẩm chất quan trọng của con người. Sói không chỉ là những sinh vật đơn giản trong tự nhiên, mà còn là những hình mẫu và biểu tượng quan trọng trong văn hóa và nghệ thuật.
Sự ảnh hưởng của sói trong văn hóa cho thấy rằng chúng không chỉ là những thợ săn mạnh mẽ mà còn là những biểu tượng của sức mạnh và sự bí ẩn mà con người luôn bị cuốn hút. Sói là những sinh vật mạnh mẽ và quan trọng trong hệ sinh thái của chúng. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, những nỗ lực bảo tồn đang mang lại hy vọng cho tương lai của chúng. Hãy cùng nhìn về phía trước và hy vọng rằng loài sói sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển trong thế giới của chúng ta. Dù sói đang đối mặt với nhiều thử thách, những nỗ lực bảo tồn đang giúp cải thiện tình hình của chúng. Việc bảo vệ môi trường sống, giảm thiểu xung đột với con người và giáo dục cộng đồng đều là những yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo tương lai của sói. Sự bảo vệ và tôn trọng đối với loài sói không chỉ giúp duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái mà còn góp phần gìn giữ vẻ đẹp và sự phong phú của thế giới tự nhiên. Hy vọng rằng, qua những nỗ lực bảo tồn và sự quan tâm của cộng đồng, loài sói sẽ tiếp tục là một phần quan trọng của thiên nhiên. Sói sẽ tiếp tục là những chiến binh vĩ đại của thế giới động vật và chúng ta có thể tự hào về việc góp phần bảo vệ và duy trì sự sống của những sinh vật kỳ diệu này. Vậy, hãy cùng nhau tiếp tục hỗ trợ và bảo vệ sói để chúng có thể tiếp tục sống và phát triển trong thế giới tự nhiên của chúng. Vậy là hành trình khám phá thế giới loài sói của chúng ta đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng bạn đã học được nhiều điều thú vị và sẽ cùng chúng tôi tiếp tục hành trình này trong những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ kênh Ông HTG của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!